Nè anh chị nhìn nè, nhìn chiên lên nó bung giòn nè, ngon ghê chưa đó. Mà cái công thức làm này nó cũng đơn giản nữa, ai cũng có thể làm được hết á. Dạ em xin chào đại gia đình thân yêu của kênh đặc sản quê tôi. Hôm nay em sẽ chia sẻ cách làm gà rán tại nhà với cái công thức làm rất là đơn giản nhưng sẽ cho ra những cái đùi gà rán thơm ngon, giòn bên ngoài, mềm bên trong và đậm đà hương vị giống như ở ngoài tiệm vậy đó. Hôm nay mình làm ở đây là có 6 cái đùi gà. Thì đùi gà mình mua về mình sẽ rửa qua giấm muối cho nó sạch ha. Và mình để cho ráo nước gì nè. Ở trên mỗi cái đùi gà nó sẽ có cái phần da dày như vậy nè, thì cái này á, da này em mỡ nhiều lắm, mình cắt bớt đi ha, tại vì tí nữa mình cũng áo bột rồi mà để cái này ăn nó cũng không có tốt ha. Đó mình để gì được rồi ha. Đùi gà trước khi ướp thì mình sẽ dùng cái nĩa hoặc là cái lưỡi dao nhọn đó, mình xơm như thế này nè, để cho tí nữa mình ướp á, nó được thấm đều ha anh chị. Rồi mình ướp đùi gà luôn ha. Mình cho 1 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột tỏi. Anh chị không có bột tỏi thì mình ướp tỏi băm nhuyễn cũng được ha. 1 muỗng cà phê nước mắm và 3 muỗng canh sữa tươi. Mình ướp sữa tươi để cho gà nó thơm hơn đó anh chị. Và tí nữa mình đi hấp á, cái đùi gà nó sẽ mềm nè, nó thơm nó mềm nè. Rồi mình sẽ ướp trong vòng 30 phút ha. Sau 30 phút ướp gà thì mình sẽ xếp gà ra cái khay hoặc cái dĩa để mình đi hấp ha. Mình hấp gà trước như vậy nè để cho cái đùi gà của mình chắc chắn là nó sẽ chín. Mình cho đùi gà vào nồi hấp, mình hấp trong vòng 15 phút để cho đùi gà chín ha. Bây giờ gà cũng đã chín rồi thì mình sẽ gấp ra cho nó nguội ha. Trong thời gian đợi đùi gà nguội thì mình sẽ đi pha bột chiên giòn ha. Thì ở đây mình sẽ dùng hai loại bột này, đây là bột xù và bột giòn, thì mình sẽ dùng cái bột này nha. Mình ở đây là mình dùng cái bột này thì vì nó có sẵn gia vị á, và nó rất là mình thấy là nó vừa ăn, mình sẽ không có cần phải nêm ướp rườm rà. Để cho mình chia sẻ cái cách này để cho anh chị dễ làm, và nhất là các bạn mà mới lớn á, mà yêu thích cái món này, mà thích nấu ăn á, thì mình cũng dễ làm luôn ha, vì mình không có cần thêm gia vị gì nữa hết á. Rồi cái bột này, hai loại này thì mình sẽ mua ở Bách Hóa Xanh ha, hoặc là các tiệm tạp hóa hay ở chợ đều có nha. Thường thì cái bột này người ta hướng dẫn sử dụng là mình sẽ chiên khô, mình sẽ tẩm bột khô lên cái đùi gà hoặc lên cá hoặc lên cánh gà ha. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ không làm khô mà mình sẽ pha với nước để cho gia vị nó tan ra, thì khi mà mình chiên mình ướp vào trong cái gà thì nó sẽ ngấm vào trong cái đùi gà rất là ngon. Thì thường mình làm cái cách này mình thấy mình rất là thích. Mình sẽ cho nước ấm vào và mình khuấy từ từ ha. Mình cho từ từ, mình thấy nếu còn đặc quá thì mình thêm xíu nữa nè. Bột mình pha sền sệt như vậy là được rồi nè. Anh chị pha vừa vừa như vậy thôi, đừng có pha lỏng quá, tại vì tí nữa mình nhúng gà ra vô á nó sẽ còn lỏng nữa đó. Đó như vậy là được ha.
Đầu tiên mình sẽ nhúng cái đùi gà vào trong cái chén bột này ha. Mình cho đùi gà lên bột xù nè. Rồi mình dùng tay mình sẽ rưới lên nè. Mình rưới để cho bột xù nó bám vào cái đùi gà hết nè. Rồi nếu như mà anh chị thích giòn vừa thôi á thì mình ăn như vậy ha, mình để về mình chiên được rồi ha. Còn nếu như mà anh chị thích bột nó bám nhiều hơn á thì mình sẽ nhúng thêm một lần nữa ha. Lần này thì mình chỉ nhúng bột tới đây thôi ha, mình không có nhúng lên tới đây, bởi vì nếu mà mình nhúng lên tới đây á, tí nữa cái phần này nó cũng bám luôn nhiều bột xù nữa, nhìn nó rất là to. Mà cái đùi gà thì ở trên này nó phải nhỏ nó mới hợp lý ha. Còn ở dưới này to, ở trên này nhỏ là nó hợp lý. Còn nếu như cả hai mà nó dày hết á, thì nhìn nó không có đẹp ha. Chiên gà thì mình sẽ cho nhiều dầu xíu cho ngập cái đùi gà thì gà nó mới bung ra mới đẹp ha. Chảo dầu để chiên á, thì khi mới bắt lên thì anh chị phải để lửa to cho nó nhanh sôi giùm em nha. Và phải thật sự là sôi thì mình mới hạ lửa xuống và mình bắt đầu mình chiên đùi gà ha. Tại vì nếu mà cái dầu mà không có sôi á, mà mình để ương ương á, là nó sẽ không có giòn đó. Đó, mình để vô đùi gà nó phải xèo lên như vậy đó. Mình thấy cái nào vàng thì mình vớt ra trước ha. Anh chị vớt hết đùi gà ra thì mới tắt bếp nha, chứ đừng có... Tại vì mình tắt bếp trước rồi mình mới vớt ra là dầu nó sẽ rút vô trong cái đùi gà đó. Ngon ghê chưa? Rồi, gà rán tại nhà. Bắt mắt các em nhỏ chưa nè các anh chị? Nhìn ngon chưa? Bây giờ mình sẽ bẻ ra thử ha. Nè, anh chị nhìn nè. Đó, nó bung cái bột nó ngấm nhiều á. Nhìn chiên lên nó bung giòn nè. Ngon ghê chưa? Đó. Còn cái gà mình hấp trước như vậy á thì nó đã chín rồi, nó đã chín mà mình hấp á thì nó cũng giữ được cái vị ngọt của gà nữa, cho nên nó rất là thơm. Thường ngày mình làm như vậy nè, các bé nhà mình rất là thích ăn luôn đó anh chị. Đặc biệt là lúc này mình cũng không có đi ra đường đó, mà bây giờ mình có muốn ăn cái món này mình cũng không mua được đâu nha. Nhất là ở Việt Nam, ở Sài Gòn đó, mình không có mua được cái món này đâu hết. Thôi thì mình làm cái này tại nhà cho gia đình mình thưởng thức ha. Mà cái công thức làm này nó cũng đơn giản nữa, ai cũng có thể làm được hết á. Mình xé cái gà ra thử ha. Đó, nóng quá. Đây. Nói chung là mình hấp gà sẵn rồi cho nên là nó đã chín rồi, mình cũng yên tâm ha. Và mình chiên dầu nhanh như vậy để cho cái vỏ nó giòn nè. Đó. Và mình sẽ ăn kèm với tương ớt ha. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem video nha. Nếu thấy hay thì đừng quên tặng cho mình một like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.